Nhóm nhạc của Trang Phát, Ninh Dương Lan Ngọc tung ảnh gợi cảm, nhà hàng MV mới. Năm thành viên nhóm Lunas, Trang Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh vừa gây chú ý khi tung loạt ảnh gợi cảm, thu hút nhà hàng cho MV Moonlight sắp ra mắt. Tạo hình của năm thành viên nhóm Lunas trong MV đầu tay Moonlight hôm 10 tháng 5, nhóm nhạc Lunas tung những hình ảnh đầu tiên của các thành viên, Trang Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh trong MV debut mang tên Moonlight. Năm chị đẹp của nhóm gây ấn tượng khi xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung và không kém phần gợi cảm khi diện loạt thiết kế hiện đại, cá tính lấy cảm hứng từ mặt trăng. Nhan sắc siêu thực cùng thần thái mê hoặc của các thành viên khiến dân mạng suýt xoa và dành nhiều lời khen ngợi. Những hình ảnh, nhá hàng khiến người hâm mộ càng mong chờ màn chào sân cả nhóm qua sản phẩm âm nhạc dự kiến ra mắt vào ngày 20 năm tới. Lunas từng gây sốt khi công bố đội hình chính thức vào tháng 4 năm 2024 với 5 thành viên bước ra từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Trẻ Sống. Nhóm nhạc nữ thế hệ mới này được lấy cảm hứng từ những mặt trăng tỏa sáng, đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ và thu hút của những người phụ nữ trưởng thành. Với sản phẩm âm nhạc đầu tiên, đội ngũ đứng sau Lunas hy vọng sẽ tạo ra làn gió mới cho thị trường giải trí Việt Nam thông qua một mô hình nhóm nhạc được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp. Trang Pháp với tạo hình ấn tượng trong MV sắp ra mắt của Lunas. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ tài năng này mang hình tượng nữ thần Liberta, đảm nhận vai trò định hướng cho những ý tưởng sáng tạo, tự do của Lunas. Với nguồn cảm hứng âm nhạc bất tận cùng nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, giọng ca 8X là màu sắc đầu tiên trong sự biến đổi đa dạng và hài hòa của nhóm. Trước khi sang Úc du học trong tháng 5 này, Ninh Dương Lan Ngọc tích cực tham gia các hoạt động của Lunas và hoàn thiện sản phẩm âm nhạc đầu tay của nhóm. Trong hình ảnh vừa được nhá hàng, nữ diễn viên phim Cánh Đồng Bất Tận được khen ngợi với tạo hình tinh nghịch, trẻ trung cùng thần thái cuốn hút, phù hợp với hình tượng nàng Urania mang nguồn năng lượng tích cực. Phong thái vô tư, yêu đời sau thành công từ Chị Đẹp Đạp Gió Trẻ Sống, Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ thích thú khi gia nhập đội hình Lunas với hình tượng nàng nít bí ẩn. Người đẹp 8X không chỉ được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái đỉnh cao, vũ đạo xuất sắc mà còn ghi điểm nhờ sự tiến bộ không ngừng trong giọng hát. Cỗ máy nhảy này được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều sự đột phá và bất ngờ thú vị cho Lunas. Nhờ những màn trình diễn bùng nổ ở Chị Đẹp Đạp Gió Trẻ Sống, Huyền Baby nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả khi trở thành mảnh ghép của Lunas. Mỹ nhân này gây thương nhớ bởi visual siêu thực. Cô có tính cách nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng khi lên sân khấu lại lột xác thành hình tượng đầy sôi nổi, máu lửa và chuyên nghiệp. Với Lunas, người đẹp gốc Hà Thành mang hình tượng nàng Artemis xinh đẹp, mạnh mẽ cùng khả năng kết nối các thành viên và thấu cảm nghệ thuật. Trong hình ảnh nhá hàng cho MV Moonlight, Khổng Tú Quỳnh vừa ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn phá cách và đầy thu hút. Giọng ca 9X mang hình ảnh của nàng Selene với năng lượng tươi sáng, thuần khiết. Quá trình tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Trẻ Sống, cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát thu hút cùng khả năng vũ đạo không phải dạng vừa.